Dạ yeah, Hiếu Phan xin mến chào tất cả quý khán giả chào mừng quý vị đến với bản tin mới nhất trên kênh của Hiếu Phan Vlog Trong ngày 17 tháng 7 thì nội dung thông tin này Hiếu lại tiếp tục nói về giáo sư tiến sĩ Hoàng chí Bảo Thì mới đây báo Dân Việt có phỏng vấn giáo sư một vài câu hỏi có liên quan đến ông Vương Tấn Việt tức là ông Thích Trân Quang thì ở đây Hiếu thấy rằng là giáo sư cũng có nói là con người ai cũng có thể mắc sai lầm chứ, dù nhỏ hay lớn. Nhưng mà toàn cái nội dung thông tin của báo chí đăng tải đó thì Hiếu thấy giáo sư trả lời mà giáo sư không có chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói, tán tháng đối với ông Vương Tấn Việt cũng như là có cái sự so sánh với bác Hồ. Thì ông cho rằng là ông không có biết gì hết thưa vị khán giả. Còn cái video clip đó thì bị cắt ghép, độ thừa cho người khác, độ thừa cho dân mạng Nhưng mà hiểu biết thì cái đoạn video clip mà ông so sánh ông Quang với bác Hồ Là do cái nhóm chúng thanh niên, chúng thanh niên này ở chùa Phật Quang của ông Thích Trân Quang Tung lên thưa quý vị khán giả cho nên là chúng ta mới biết Và mấy ngày hôm nay thì lại được dư luận quan tâm và cũng rất là dậy sống trên mạng xã hội trước khi vào nội dung thông tin chi tiết của một vài câu hỏi mà báo dân việt phỏng vấn đối với giáo sư tiến sĩ hoàng Chí bảo thì hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị trên kênh của hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ thì có cái câu hỏi đầu tiên hỏi giáo sư hoàng Chí bảo như thế này gần đây dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về nhận xét của ông đối với ông thích Trân quang Chắc hẳn trước đó các ông đã có mối quan hệ quen biết hay ông đã nghiên cứu về ông Thích Chân Quang. Thì đây là một cái câu hỏi mà Bảo Dân Việt đặt ra cho giáo sư. Thì ở dưới phần trả lời thì giáo sư trả lời như thế này. Nhiều người hỏi tôi về vấn đề này. Ông Thích Chân Quang tên thật là Vương Tấn Việt. Tôi chỉ biết đến theo lời mời của hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội nơi đào tạo ông ta thành tiến sĩ luật học. Hôm ấy bảo vệ, nhà trường có mời tôi đến dự với tư cách khách mời và tôi biết đến ông Thích Trân Quang trong buổi luận án. Tôi không tham gia hướng dẫn, không phải là thành viên hội đồng đánh giá luận án. Và khi họ mời tôi phát biểu, tôi nói trên cơ sở nhận xét luận án này của hội đồng, chứ tôi cũng chưa đọc luận án của ông ấy chỉ phát biểu trên cơ sở buổi bảo vệ luận án của ông ta. Các bạn trên không gian mạng cần hiểu rõ đó là sự thật. Những gì tôi phát biểu chỉ trong khuôn khổ của buổi bảo vệ luận án của ông ta, không hề bình luận về việc hành đạo của ông ấy, còn ông ta làm gì, tốt hay xấu thì dư luận đánh giá. Đó là cái câu trả lời của giáo sư Hoàng Chí Bảo cho cái câu hỏi. Là gần đây dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về nhận xét của ông đối với ông Thích Trân Quang. Chắc hẳn trước đó các ông có mối quan hệ quen biết nhau hay là ông đã nghiên cứu về ông Thích Trân Quang. Thì uh, giáo sư tiến sĩ Hoàng chỉ Bảo trả lời như vậy thì vị khán giả thấy như thế nào. Nhưng mà trong cái đoạn video clip mà trên cái kênh của Hiếu đã đăng tải ngày hôm qua đó. Thì giáo sư uh, có nói là đã từng quen biết ông thích trân quang trước đây và cũng rất là khen ngợi tán thán với cái cuốn sách của ông thích trân quang gọi là đường tâm gì đó thưa vị và cũng nêu tên bác hồ lên trong cái buổi bảo vệ luận án đó của ông thích trân quang bác ấy nói rằng con đường của bác hồ cũng là con đường tâm mà con đường của ông thích trân quang cũng là con đường tâm đó thưa vị khán giả thì ở đây hiếu thấy rằng là bác ấy đã chối bỏ hết tất cả những gì mà bác ấy đã nói nhiều người cho rằng bác ấy già cả lớn tuổi lú lẫn không có còn nhớ là mình đã nói gì nữa thưa quý vị khán giả cho nên là có rất là nhiều người mong rằng là nên thông cảm cho bác ấy nhưng mà theo hiếu thấy đó thì với cái sự trả lời của bác ấy với báo dân việt thì bác ấy còn rất là tỉnh táo rất là minh mẫn rất là khỏe ở đây và trả lời ro ro không dắp chữ nào thử việc khán giả đó và ở đây thì bác ấy mong là cộng đồng mạng nên hiểu tất cả những gì mà bác ấy nói ra đây là sự thật còn theo việc khán giả nhận định và đánh giá như thế nào về cái câu trả lời của bác ấy đối với báo dân việt thì việc khán giả cũng để lại bình luận góp ý cho hiếu biết nhé và đến với cái câu hỏi thứ hai thì báo dân việt đặt ra cho giáo sư hoàng chí bảo như thế này ông chia sẻ về cái tên của ông vương tấn việt và nhận xét về dung mạo của ông này tại sao ông có liên tưởng như vậy thì ở dưới đây câu trả lời của giáo sư như sau khuôn mặt ông ta cũng khá phúc hậu đấy việc nhận xét về tên và diện mạo của ông ta thì đây là nhận xét cá nhân bình thường có vấn đề gì đâu Đó là câu trả lời của ông ấy Và cũng là cái câu hỏi ngược lại cho báo Dân Việt Thì ở đây chúng ta đã từng nghe cái đoạn video clip đó Ông nói rằng ông Vương Tấn Việt thích Trân Quang Có nét phúc hậu nè Rồi cái vẻ đẹp như là vị lãnh tụ của chúng ta Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây là một cái sự so sánh rất là khập khiển mà hiện tại đây trên mạng xã hội vẫn còn cái đoạn video clip đó mà không hiểu tại sao khi mà Hiếu đăng tải cái đoạn nó lên thì bị cho là vi phạm bản quyền thưa vị khán giả đó thì cũng rất là bất ngờ ở đây còn những kênh khác á, thì không biết là có bị vi phạm hay không thì Hiếu không biết nhưng mà Hiếu đã thử hai ba lần rồi thì Hiếu đều gỡ cái đoạn nó xuống thưa vị khán giả báo là vi phạm bản quyền nha từ YouTube đó đó là cái câu trả lời cho báo dân Việt được biết từ giáo sư Hoàng Chí Bảo. Và đến với cái câu hỏi tiếp theo nữa là Báo dân Việt hỏi như thế này Ông Thích Trân Quang hiện nay đang bị cấm thuyết giảng trong 2 năm Ông đã từng nghe ông này thuyết giảng bao giờ chưa? Đó là câu hỏi Thì ở dưới đây giáo sư trả lời như thế này Tôi chưa bao giờ nghe đó đây là một cái cú tác khá là mạnh vào mặt của ông thích trân quang đúng không vị khán giả đó trả lời rất là ngắn gọn luôn tôi chưa bao giờ nghe đó nhưng mà chưa bao giờ nghe cũng như là chưa bao giờ xem cái luận án của ông thích trân quang nhưng mà tại sao thì bác ấy lên là nói thao thao bất tiệt tán thán đủ lời đẹp đẽ dành cho ông thích chân quang thì thật sự không hiểu nổi đối với bác luôn và bây giờ thì bác lại chối bỏ hết những gì mình đã nói và cho rằng tôi chưa bao giờ nghe ông thích chân quang thuyết giảng gì ở đây hết trơn thưa vị khán giả đó một cú quay xe cực rắc đó, tác thẳng mặt ông thích chân quang luôn đúng không vị khán giả và đến với câu hỏi tiếp theo báo dân việt hội giáo sư như thế này có ý kiến cho rằng ông Thích Trân Quang là người giỏi nhưng cũng có nhiều ý kiến lên tiếng về chuyện bằng cấp của ông ấy. Đó là câu hỏi và giáo sư nói như thế này. Cái đó họ phải hỏi Đại học luật Hà Nội hay Bộ Giáo dục và Đào tạo là nơi cấp bằng cho ông ấy thì họ sẽ có câu trả lời. Thì đây Hiếu đồng tình với giáo sư là giáo sư nói rất là đúng nếu mà muốn biết bằng cấp của ông Thích Trân Quang như thế nào thì chỉ có hỏi Đại học Luật Hà Nội thì mới biết thôi thưa vị bên cạnh đó thì hỏi luôn Bộ Giáo dục và Đào tạo đó thì cũng sẽ rõ thôi nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng giữa hai bên Bộ Giáo dục và Đào tạo và phía trường Đại học Luật Hà Nội thì vẫn im lặng không có câu trả lời nào cho dư luận được biết hết về cái trường hợp bằng tiến sĩ của ông thích trân quang thì ai ai cũng rất là thắc mắc và hoài nghi ở đây đúng không quý vị khán giả và đến với câu hỏi tiếp theo của báo dân việt hỏi giáo sư như thế này là một người đã nhận xét và có những phát biểu về ông thích trân quang ông cảm thấy thế nào khi ông quang bị cấm thuyết giảng đó là câu hỏi và cái câu trả lời của giáo sư như thế này. Tôi rất buồn chứ khi có kết luận ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật cấm thiết giảng dưới mọi hình thức trong vòng 2 năm. Ta biết đã theo đạo Phật thì vấn đề chân tu rất quan trọng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải đưa ra quyết định kỷ luật ông như vậy. Ông ta phải chịu trách nhiệm vì điều này. Còn đứng về phương diện con người tôi nghĩ là trí thức ai cũng sẽ cảm thấy buồn. Tôi buồn là buồn cho một con người, buồn vì cuộc đời nhân tình thế thái, thế sự. Đó là cái câu trả lời của giáo sư dành cho báo dân Việt nói về cái việc là ông Thích Trân Quang, ông bị cấm thuyết giảng 2 năm như vậy đó thì giáo sư có buồn hay không thì giáo sư trả lời là tôi buồn chứ buồn là buồn cho một con người buồn vì cuộc đời nhân tình thế thái thế sự thưa quý vị khán giả ở đây coi như là ông không có uh, nhận mình là quen biết ông thích chân quen nữa rồi buồn là chỉ buồn như vậy thôi chứ trong lòng chắc cũng uh, mừng lắm bởi vì uh, Ông thích chân Quang, nếu mà không có bị cấm thiết dạng như vậy thì cũng chắc có lẽ là lên trên mạng xã hội để mà đáp trả lại ông giáo sư bảo rồi. Tại sao mà tôi với ông đã quen biết nhau một thời gian khá lâu mà bây giờ ông lại nói là không quen biết tôi, rồi lên là nói sai sự thật như thế này thế nọ, về tôi là sao? đó đó thì quý vị khán giả có nhận định và đánh giá như thế nào về những cái câu hỏi của báo dân việt dành cho giáo sư tiến sĩ hoàng chí bảo ở đây thì theo hiếu thấy thì tóm tắt lại đó thì giáo sư cho rằng là cũng không có quen biết gì về ông thích chân quang hết chỉ biết ông thích chân quang khi mà đến cái buổi bảo vệ luận án bằng tiến sĩ của ông ấy mà thôi bên cạnh đó thì giáo sư chưa bao giờ nghe ông thích chân quang thuyết giảng đó, giáo lý của phật ở đây thưa quý vị khán giả đó chưa bao giờ nghe nè và cũng chưa bao giờ đọc luận án của ông thích chân quang ở đây luôn thì với những sự trả lời của giáo sư cho báo dân việt được biết như vậy đó chứ hiếu thấy thì bác dám nói mà bác không dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói thì làm cho mọi người rất là bức xúc và không có còn tôn trọng kính trọng bác giống như trước đây nữa thì hiếu chỉ mong mỏi rằng là bác nên mạnh mẽ mạnh dạng đó mình sai thì mình biết nhận sai thì đó là một cái điều mà người ta rất là cần ở một giáo sư một tiến sĩ có trình độ cao như vậy và chuyên kể về những câu chuyện rất là hay về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tức là bác Hồ của chúng ta thưa quý vị khán giả đó thì hiểu mong mỏi mộ là bác phải mạnh mẽ lên để mà nhận cái lỗi này của mình đó nếu mà mình sai thì mình nhận sai còn nếu mà mình cảm thấy mình không sai thì mình có thể là đi thư kiện đối với những ai mà đã cắt ghép cái đoạn video clip đó tung lên trên mạng xã hội đó, vu quan cho bác thì bác phải thư kiện đó thì uh, hiếu chỉ cho bác thư kiện đó là cái nhóm chúng thanh niên ở chuồng phật quan của ông thích trân quang vương tấn việt đó thì bác muốn kiện thì kiện cái nhóm đó bởi vì cái nhóm đó tung cái đoạn video clip lên thì ở đây mọi người uh, dư luận về xã hội cũng như là trên không gian mạng người ta mới biết được đó là bác đã tán dương ông vương tấn việt như thế nào khen ngợi ông vương tấn việt ra sao và có cái sự so sánh rất là khập khiễng với bác hồ đó thì mong là bác kiện đối với cái nhóm chúng thanh niên của chùa Phật Quang của ông Vương Tấn Việt à những thưa vị khán giả đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà hiểu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết về những cái câu hỏi của báo dân Việt dành cho giáo sư tiến sĩ Hoàng chỉ Bảo và bác ấy cũng đã trả lời hết những cái câu hỏi đó thì chẳng khác nào là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông thích Trân quan thưa vị thì đây cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Rất mong là vị khán giả khi xem cũng để lại bình luận, góp ý, một like, một đăng ký kênh, chia sẻ thông tin này đến với tất cả mọi người nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. À. Một lần nữa Hiếu kính chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh luôn luôn thật nhiều sức khỏe, tăng tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào. Hẹn gặp like lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.